Chương Vũ, truyện kiếm hiệp, xin trân trọng giới thiệu Kỳ Kiếm Càn Khôn Lệnh, một tác phẩm kiếm hiệp đặc sắc của tác giả Trần Thanh Vân, qua diễn đọc Chương Vũ. Lão ca, Thái Hồng còn trong tay của đối phương, lão ca ở lại xử lý Bốc Vân Phong, xong rồi đi về hướng Tây, để đi trước để hợp mặt với Nhật Nguyệt Thần Ni. Được rồi, người đi trước đi. Đông Phương Bạch lướt người ra đi. Dưới chân núi, cây cỏ tầm tầm đó đây, đá tảng thiên hình vạn trạng, tự như thiên nhiên cố ý xếp đặt. Dưới chân một hòn quái thạch, Xú Phu Nhân ngồi dựa lưng vào một tảng đá dưới, đặt một ni cô tuyệt sắc. Hai trượng bên ngoài là một lão ni che mặt bằng sa trắng, đứng nhìn chằm chằm vào Xú Phụ Nhân. Chỉ nghe Xú Phụ Nhân cười cười nói, Sư phụ, thời gian của kẻ hèn này có hạn. Xin sư phụ chọn nhanh cho, một là kẻ hèn này mang giác phi tiểu sư phụ ra đi, hai là buộc Đông Phương Bạch giao ra thanh kiếm của hắn để đổi lấy giác phi. Nếu bần tăng không chấp nhận cả hai điều kiện, trừ phi sư phụ dám hy sinh tính mạng của tiểu sư phụ. Nếu bần ni dám hy sinh giác phi, ngươi với giác phi sẽ đồng quy ư tận. Lẽ ra sư phụ không nên nói câu này, như vậy là phạm giới rồi đó. Nhật Nguyệt Thần Ni giận run cả người, với thân phận già võ công như bà, lại bị một kẻ vô danh tiểu tốt uy hiếp, thật không thể tưởng tượng nổi. Đông Phương Bạch đến nơi nhưng chưa dám đến gần, chàng đang tính toán. Xú Phụ Nhân cúi người xuống định ôm giác phi lên. Nhật Nguyệt Thần Ni lúc này quát lên nói, dừng tay. Sao? Sư phụ đã chấp nhận. Nhật Nguyệt Thần Ni không đáp. Đông Phương Bạch biết rõ, Thần Ni đang bị bức, chàng cố định thần giữ vẻ mặt ung dung rồi bước tới. Xú Phụ Nhân vội ôm ngang Công Tôn Thái Hồng đứng dậy. Nhật Nguyệt Thần Ni nhìn Đông Phương Bạch một cái rồi quay nhìn lại Xú Phụ Nhân. Đông Phương Bạch đi thẳng đến trước mặt Xú Phụ Nhân, khoảng cách còn chừng 5 bước chân. Xú Phụ Nhân chợt kêu lên, dừng chân. Đông Phương Bạch dừng chân, mắt đầy sát quang, chiếu lên trên mặt của Xú Phụ Nhân. Nhật Nguyệt Thần Ni từng có nói mụ dịch dung, nhưng với khoảng cách này, Đông Phương Bạch không sao nhìn ra được đối phương quá trang. Dịch dung thuật của mụ đạt đến mức siêu phàm, mụ là ai? Nhìn Thái Hồng mềm nhũn trên tay của Xú Phụ Nhân, sát khí càng bốc cao. Nhưng liệt chuột thì sợ dở đồ, cho nên chàng đành cố nhịn. Xú Phụ Nhân mỉm cười. Người đến thật là đúng lúc đó. Ngươi muốn gì? Lấy kiếm của ngươi, đổi lại lấy người. Máu như sục sôi trong huyết quản. Đông Phương Bạch nhìn đối phương như muốn rách mi mắt. Ngay lúc đó một bóng người nhỏ thó xuất hiện, chính là Trác Vĩnh Niên. Xú Phụ Nhân nhìn thấy Trác Vĩnh Niên mắt lộ vẻ kinh hãi. Ngươi hãy còn sống. Không sai, lão phu mạng lớn đâu có chết dễ dàng như vậy được. Trác Vĩnh Niên đưa tay dần dè râu mép rồi nói. Lão phu có vật khác muốn đổi mạng tiểu ni cô. Ngươi có bằng lòng không? Vật gì? Tu Di Kinh. Trác Vĩnh Niên đáp gọn. Nhật Nguyệt Thần Ni kêu lên, Tu Di Kinh. Đông Phương Bạch lấy làm lạ, với nội công và tu di của Nhật Nguyệt Thần Ni, hà cớ gì lại không được bình tĩnh khi nghe nhắc đến ba tiếng Tu Di Kinh như vậy. Kinh là của Bất Di Lão Nhân. Nếu Trác Vĩnh Niên thật muốn dùng kinh đổi lấy người, rồi sau này làm sao mà ăn nói với Bất Di Lão Nhân đây? Lúc này Trác Vĩnh Niên bỗng giọng hối thúc nói, thế nào? Số Phụ Nhân trầm ngâm một lát rồi hỏi, kinh đâu? Người đồng ý sẽ có kinh ngay. Nhật Nguyệt Thần Ni nhìn Trác Vĩnh Niên, ánh mắt biểu hiện một tâm tư vô cùng phức tạp. Số Phụ Nhân suy nghĩ rất lâu rồi mới gật đầu, được, ta chấp nhận. Trác Vĩnh Niên quay sang Đông Phương Bạch rồi nói, lão đệ, lấy ra đi. Nhưng không có nhân gì hết, mạng người quan trọng, cứ giao ra rồi sẽ tính sau. Đông Phương Bạch chần chừ bất quyết. Nếu lấy kinh để đổi lấy người thì kiếm cũng đổi được. Nhưng chàng đã không làm như vậy.
Nhật Nguyệt Thần Ni bỗng hỏi: "Kinh ở trong người của Đông Phương Bạch?" Trác Vĩnh Niên gật đầu: "Không sai. Ở đâu mà thí chủ lại có kinh này vậy?" "Mượn của Bất Di lão nhân." Nhật Nguyệt Thần Ni tỏ vẻ kinh ngạc nói: "Bất Di lão nhân là ai?" "Bất Di lão nhân nguyên là Vô Di đại sư, người trụ trì của tàng kinh các Thiếu Lâm tự." Nhật Nguyệt Thần Ni niệm một câu Phật hiệu nói: "A Di Đà Phật, bần ni cảm tạ nhị vị thí chủ." Trác Vĩnh Niên hối thúc: "Lão đệ lấy ra đi." Đông Phương Bạch chợt nhớ ra lão Hồ Tinh đã từng có nói rằng lấy kinh đổi người chắc có nguyên nhân, liền thò tay vào ngực áo lấy chiếc túi vải vàng đưa cho Trác Vĩnh Niên. Trác Vĩnh Niên cầm lấy túi vải dung dung trước mặt của số phụ nhân: "Sao, bắt đầu đổi được chưa?" Số phụ nhân chỉ một tảng đá cách đó chừng 5 trượng nói: "Để lên trên đầu tảng đá đó đi." Trác Vĩnh Niên y lời xong trở về vị trí cũ. Số phụ nhân lúc này lại nói tiếp: "Bây giờ phiền tam vị lui ra đến sau cột tùng lớn." Tảng đá, cột tùng và số phụ nhân ở 3 nơi tạo thành một đường thẳng. Như vậy số phụ nhân ở giữa, khoảng cách từ mộ tới quyển kinh gần nhất. 3 người nhìn nhau một cái rồi lùi ra sau cõi tùng. Số phụ nhân đặt Công Tôn Thái Hồng xuống: "Chờ khi ta xác nhận kinh không giả, sẽ đặt giải lên tảng đá. Nhớ là không được vọng động." Đông Phương Bạch tuy có thiên lộ hoàng của Tam Hận Tiên Sinh, nhưng đây là thứ độc đặc biệt, thiên lộ hoàng không có công hiệu đâu. Đông Phương Bạch thoáng lạnh người, đối phương đã nói thiên lộ hoàng không công hiệu. Nếu hắn dở trò gì thì mất trắng cả hai. Số phụ nhân mở túi giải ra rồi xem xét. Trác Vĩnh Niên tỏ vẻ khẩn trương. Nhật Nguyệt Thần Ni cũng tỏ vẻ không yên. Số phụ nhân xem xét một lúc lâu rồi giơ tay lên, thân hình như là một con ưng khổng lồ lướt đi. Nhật Nguyệt Thần Ni cùng Đông Phương Bạch chạy đến chỗ của Thái Hồng đang nằm. Trác Vĩnh Niên phóng đến chỗ tảng đá. Công Tôn Thái Hồng vẫn hôn mê nhưng sắc mặt bình thản như người ngủ say. Trác Vĩnh Niên chạy lại: "Mụ không để lại giải dược, không để lại giải dược." Nhật Nguyệt Thần Ni và Đông Phương Bạch đồng kêu lên. Trác Vĩnh Niên xua tay nói: "Không sao đâu. Mụ nói giải dược của lão đệ không công hiệu, chẳng qua có ý ngăn cản chúng ta hành sự mà thôi. Lão phu chắc chắn giải dược sẽ công hiệu." Đông Phương Bạch vội lấy ra một viên thiên lộ hoàng cúi người xuống. Nhật Nguyệt Thần Ni giơ tay ra ngăn lại: "Để bần ni." Đông Phương Bạch đỏ mặt vì quá lo cho an nguy của Thái Hồng mà chàng quên mất đi câu nam nữ thọ thọ bất thân, liền đứng dậy đưa hoàng thuốc cho Nhật Nguyệt Thần Ni. Nhật Nguyệt Thần Ni đón lấy hoàng thuốc rồi bỏ vào miệng của Thái Hồng. 6 đôi mắt nhìn chăm chăm vào mặt của Thái Hồng chờ đợi. Không lâu sau Thái Hồng mở mắt ra. Trác Vĩnh Niên thở dài nói: "Ai, tỉnh dậy rồi." Nhật Nguyệt Thần Ni nói: "A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi, đa tạ nhị vị thí chủ." Trác Vĩnh Niên khẽ nghiêng người: "Không dám." Công Tôn Thái Hồng ngồi dậy. Nhật Nguyệt Thần Ni đứng dậy: "Trác thí chủ, bần ni có đôi lời muốn nói riêng với thí chủ." Hai người bỏ ra ngoài 6-7 trượng thì thầm bàn tán. Công Tôn Thái Hồng đứng dậy đối diện cùng Đông Phương Bạch. 4 mắt nhìn nhau, nhưng chỉ một thoáng rồi nàng lại nhìn xuống, giọng trầm xa vắng nói: "Đông Phương thí chủ, đa tạ ân cứu mạng. Chúc thí chủ mau chóng đạt thành nguyện ước." "Thái Hồng, à không, Giác Phi, ta cũng cầu chúc nàng mau chứng Bồ Đề." Đông Phương Bạch cảm thấy lòng mình sống sang vô hạn, tự vô tình, tự hữu tình. Chàng cũng không biết lòng mình lúc này ra sao nữa. 4 mắt lại giao nhau, Đông Phương Bạch cảm thấy cả một nỗi lạnh nhạt thờ ơ. Nàng nay đã thật sự là người của cửa Phật, song phương gần trong gang tấc mà như cách biệt muôn trùng. Nhật Nguyệt Thần Ni và Trác Vĩnh Niên đã trở lại chỗ cũ, không biết hai người mật đàm những gì. Đông Phương Bạch cũng không cần biết, giờ khắc này mọi thứ đối với chàng đều trở nên vô nghĩa. Trác Vĩnh Niên vỗ nhẹ vào vai của Đông Phương Bạch và nói: "Lão đệ, chúng ta đi thôi." Đông Phương Bạch gật đầu ôm quyền thi lễ, quay người bước đi. Các động tác chàng thực hiện một cách máy móc
và không chút sinh khí. Hai người lặng lặng bước đi, không lâu sau trở về ngang chỗ hạ sát Bốc Vân Phong. Không ai bảo ai mà hai người đồng dừng chân. Đông Phương Bạch đảo mắt nhìn quanh nói: "Lão ca mai táng Bốc Vân Phong ở đâu?" "Trong động, nơi hắn định dùi thay của ta." Đông Phương Bạch gật gù nói: "Giờ này chắc đồng bọn của hắn chưa hay hắn tán mạng đâu. Nhưng chúng sẽ phát hiện ra sự mất tích của hắn nhanh thôi. Và chúng sẽ đến tìm chúng ta." "Đúng vậy. Nhưng theo tình hình này mà phán đoán, chúng sẽ không đến một cách đường đường chính chính, mà sẽ dùng đến những thủ đoạn người ta không bao giờ nghĩ đến. Như vậy từ nay càng phải cẩn thận, không để chúng có cơ hội hại người." Lão lại gãi gãi đầu rồi nói tiếp: "À, lão đệ, ta còn mấy việc gấp cần phải làm ngay. Người gấp rút trở về nhà của Tưởng Đại Ngu chờ ta. Nhớ kỹ một điều, nếu có ai đến tìm, bất kể là ai cũng đều cẩn thận đối phó. Cách tốt nhất là cầm chân của hắn lại, hiểu chưa?" Đông Phương Bạch gật đầu nói: "Lão ca bảo trọng." "Ừ, trên đường đi người khá bảo trọng." Đông Phương Bạch tung người lướt đi. Trác Vĩnh Niên chờ Đông Phương Bạch đi khuất rồi mới quay mình bước đi. Trên bờ suối, một lão nhân đang rửa dược thảo. Bên mình của lão nào là cuốc, giỏ tre, nhìn thoáng qua cũng biết là một lão nhân đi hái thuốc. Một bóng người đến bên lão, ho khan một tiếng. Lão nhân quay lại há hốc mồm kinh hãi. Sư phụ giọng lạnh như băng nói: "Lão tiểu tử, cởi đồ ra." Lão nhân run lên cầm cập: "Nương tử, ngươi định làm gì? Cởi đồ ra, cởi hết." Hình hài như quỷ dạ xoa, giọng nói ồ ề nghe cũng đủ phát khiếp. Lão nhân run rẩy kêu lên: "Nương tử, lão phu già rồi, đâu có còn đủ sức để..." Rồi chỉ nghe bóp một tiếng, số phụ nhân co chân đá vào mông lão nhân, khiến lão lăn mấy vòng. Mụ gằn giọng nói: "Không có lôi thôi nữa, cởi hết quần áo dài cỏ ra, cả cái túi thuốc nữa." Lão nhân sợ đến mất vía, lồm cồm bò dậy rung rung cởi áo. Số phụ nhân cũng bắt đầu tự cởi áo quần. Lão nhân cúi mặt chẳng dám nhìn lên, nhưng cách đó không xa có một đôi mắt ngời ngời tinh quang đang nhìn không chớp. Cặp mắt ấy chính là Trác Vĩnh Niên. Lão đoán chắc số phụ nhân chưa bỏ đi ngay, mà còn ở lại chờ đồng bọn, đồng thời phải cải trang ra hình dạng khác. Số phụ nhân nhanh chóng cởi hết áo quần, hiện nguyên hình là một nam nhân tráng kiện. Song mục của Trác Vĩnh Niên như muốn đứng trọng. Số phụ nhân mặc quần áo của lão nhân xong, đưa tay lên bắt đầu gỡ lấy tóc giả, sau đó là mũi, miệng, đồ hóa trang được lột hết, để lộ một gương mặt cực kỳ tuấn tú. Trác Vĩnh Niên suýt chút nữa phải kêu lên thành tiếng. Trước mặt của lão chính là Hắc Biển Bức Mậu Thiên. Lão mừng như mở cờ ở trong bụng, thật không thể ngờ gặp được cường địch ở đây, nhưng đồng thời lão cũng tự nhủ phải cẩn thận hơn mới được. Hắc Biển Bức Mậu Thiên giơ tay điểm nguyệt vào lão nhân. Lão lập tức ngã lăn ra bất tỉnh, định bỏ đi bỗng hắn chợt nhớ ra điều gì, ngồi xuống cởi bỏ giày, mang đôi giày cỏ vào xong rồi phóng người bỏ đi. Trác Vĩnh Niên lập tức phóng người đuổi theo. Truy tung là ngón nghề của lão. Mậu Thiên dù có tinh cách mấy cũng khó lòng phát hiện. Thân hình của Mậu Thiên quả đúng như ngoại hiệu của hắn. Cứ như là một con dơi lớn chào lượn giữa rừng cây, nhanh không thể tưởng. May mà hắn còn lo kiếm Bốc Vân Phong, nếu không chắc Trác Vĩnh Niên phải bị bỏ cuộc thôi. Dòng dèo đến chập tối rồi Mậu Thiên mới tìm đường trở ra. Quế Hoa Hương, một con hẻm nằm ở gần cuối con đường chính ở trong Từ Gia Tập. Hẻm tuy nhỏ nhưng rất nổi tiếng, với mấy chục thanh lâu san sát vào nhau. Canh ba, cả Từ Gia Tập đang ngủ say, chỉ có Quế Hoa Hương là còn thức. Đèn mờ tối, người đi lại khá nhộn nhịp. Tiếng cười đùa, tiếng la mắng, tiếng sát phạt của các con bạc đang vọng lên đây đó. Cuối con hẻm là một ngôi nhà nhỏ, nằm biệt lập so với những nhà khác ở trong hẻm. Cho nên ngoài bờ tường thấp sau nhà là đồng trống, có một bóng người lặng lẽ đến trước cửa, nhìn quanh quất một lúc rồi áp tai vào cửa nghe ngóng xong mới gõ cửa.
Một lúc sau mới thấy bóng người hiện ra cửa, giọng nữ nhân lên tiếng hỏi. Ai đó? Người ở bên ngoài trả lời. Ta đây, có khách không? À, đại gia, sao mấy ngày nay không thấy tới vậy? Mau mở cửa đi. Từ từ đã, chờ thiếp mặc quần áo cái đã chứ. Sau từng giấy cửa, thấy đèn sáng hơn, cửa mở. Người bên ngoài lách người vào rồi đóng cửa lại. Một bóng đen khác như một con mèo nhảy vào bờ tường áp sát cửa sổ. Giọng nam nhân từ trong nhà kêu lên. Tiểu ma qua, còn gì ăn không? Ta từ xa mới về tới, đói quá đi thôi. Đại gia, nửa đêm rồi đâu còn gì mà ăn. Vậy người đi ra ngoài mua đi. Có tiếng mở cửa, chừng uống hai tuần trà mới lại nghe tiếng đóng cửa. Tiếp đó là tiếng ăn uống, tiếng cười nói. Toàn là những lời dung tục khiến người đàng hoàng nghe thấy cũng phải đỏ mặt. Một giờ sau mới thấy đèn đuốc tắt hết rồi tiếng cười đùa trêu ghẹo. Chờ đến khi hoàn toàn yên ắng, trời đã điểm canh tư. Bóng người nằm phục ở dưới cửa sổ, giờ mới đứng dậy, êm như ru. Đi về phía cửa sau, không một tiếng động, cửa sau bật mở, bóng đen lẻn vào. Chợt phía trước có tiếng hô quán. Cháy, cháy, mau lấy nước. Cả con hẻm xôn xao, người ở trong nhà cũng mở cửa chạy ra xem có cháy gì đâu. Lầm bầm chửi đổng mấy câu, trở vào nhà đóng cửa ngủ tiếp. Chừng một khắc sau, cửa nhà sau lại bật mở, bóng đen thoát ra bên ngoài rồi biến mất. Sáng sớm tình mơ, tưởng đại ngưu đang cuốc đất ở trước nhà, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên nhìn quanh. Trong nhà, Trác Vĩnh Niên và Đông Phương Bạch ngồi đối diện nhau. Trác Vĩnh Niên phun nước bọt. Còn mẹ nó, cả đời lão phu chưa từng phải làm cái chuyện rình mò như lần này. Những tưởng có thể lấy cả thiền tì bảo y của ngươi đem về, nhưng tên tiểu tử ấy mặc luôn vào mà ngủ kìa. Đông Phương Bạch nói, tu di kinh đâu? Đưa tiểu đệ coi thử. Trác Vĩnh Niên cười cười lấy cái bao vải vàng đưa ra. Đông Phương Bạch đón lấy, lôi ở trong túi ra một quyển kinh cũ kỹ, giấy ố vàng. Bên trong viết chi chích phạn văn. Đông Phương Bạch nhìn một hồi rồi châu mày nói, cái này hình như là không phải tu di kinh. Trác Vĩnh Niên cười ha hả nói, lão đệ người khá lắm, phạn văn lão đệ cũng đọc được sao? Ây da, sẵn đây nói cho lão đệ người rõ, đây là bản chép tay của Kim Cang Kinh thôi. Đông Phương Bạch tròn mắt, nghĩa là sao? Có gì đâu, ta lục tìm khắp cả mấy cái tiệm sách ở ngoài từ gia tập đó mới tìm được cái quyển này. Ây da, xưa rày người ta chỉ nghe nói, chứ mấy ai được mục kích tu di kinh đâu. Kẻ biết phạn văn lại rất là ít, hầu như là hiếm lắm. Đông Phương Bạch giờ mới hiểu ra, nước cờ này lão ca thật là tuyệt. Nhưng đã vậy lão ca còn mắc công lấy lại làm gì? Ta phải gấp rút lấy lại, bằng để đối phương biết được thì sẽ phiền hà lớn lắm. Không phải phiền hà cho ta, mà cho bất di lão nhân kia. Bởi người thèm muốn tu di kinh rất nhiều. Giờ mục tiêu lại chuyển sang cho Mậu Thiên. Mặt khác làm như vậy hắn sẽ chạy theo ta. Chừng đó lão đệ mới có cơ hội mà lấy lại bảo y chứ. Hắn có biết là việc này do lão ca làm không? Đương nhiên hắn phải biết. Lão ca hiểu là thần thâu, không cần phải thông minh như hắn cũng có thể đoán ra mà. Lão đứng dậy lấy quyển kinh, dở nát rồi đi ra nhà sau nhét vào trong bếp. Chờ cho Trác Vĩnh Niên quay lại, Đông Phương Bạch liền hỏi ngay. Nói vậy kinh thật hiện đang chỗ của bất di lão nhân sao? Trác Vĩnh Niên như chợt nhớ ra điều gì liền vỗ đùi nói. Ê, xích chút nữa tao quên mất rồi. Vụ công án này cũng sắp đến hồi kết thúc. Giờ thì ngươi ở đây nghỉ ngơi. Trước khi trời tối hãy đến thính trúc cư. Ta phải đi đây. Dứt lời đứng dậy chạy đi ngay. Tưởng đại ngưu giác cuốc ra nhà. À, Trác đại hiệp đi rồi. Ừ, lão nòi có chuyện gấp đi rồi. Dừng lời lại một lúc rồi hắn nói tiếp. Đêm nay ta có việc phải ra ngoài. Mậu Thiên là người gian trá hiểm độc. Ngươi không thể nào đối phó nổi với hắn đâu. Tốt nhất là đêm nay ngươi tránh đi, chờ ta về rồi tính sau. Tưởng đại ngưu nhíu mày nói, cũng được, sau khi công tử đi rồi ta cũng đi.
giờ thì đi làm cơm đã. Trời về chiều, Thính Trúc Cư được đặt trong vòng giám sát chặt chẽ. Trong hoa viên, một lão nhân râu tóc bạc phơ chắp tay sau lưng đứng lặng, như đang lắng nghe tiếng trúc kêu. Lão chính là Bất Di lão nhân, mang tiếng là Phản Đồ Thiếu Lâm. Có tiếng bước chân từ xa truyền lại, Bất Di lão nhân đã phát hiện ra đang có người đến. Lão quay mặt ra ngoài chờ đợi. Bên ngoài có ba hòa thượng đang đi tới, đi đầu là Vô Tướng Đại Sư. Tiếp theo sau là Liễu Nhân, Liễu Trần. Cả ba đến trước Bất Di lão nhân chừng tám thước rồi dừng chân. Vô Tướng Đại Sư niệm một câu Phật hiệu. Liễu Nhân, Liễu Trần song song chắp tay thi lễ, vẻ mặt ai nấy đều kích động. Vẻ mặt của lão nhân thay đổi mấy lần. Lão hướng đôi mắt lờ đờ đục của mình về phía Vô Tướng Đại Sư. Vô Tướng Đại Sư lên tiếng nói: A-di-đà Phật, trước khi chịu nhận trừng phạt theo môn quy, sư đệ xin được gọi hai tiếng sư huynh. Đôi mắt của sư huynh bị mù đã lâu rồi. Tại sao vậy? Do sơ ý. Vậy là lão không muốn nói ra sự thật. Vô Tướng Đại Sư lại lên tiếng hỏi: tại sao sư huynh lại hoàng tục vậy? Ê, vì bất đắc dĩ. Đó là đại nghịch bất đạo. Thân tại giang hồ, tâm tại Phật môn, tâm vô nhiễm trần, không đáng để gọi là đại nghịch bất đạo. Dù tướng phụng mệnh đại sư huynh Phương Trượng Hạ Sơn, chắc nhị sư huynh cũng biết nguyên do. Giờ thì nhị sư huynh giao Tu Di Kinh cho đệ về, để hầu lệnh của sư huynh. Kinh đã thất lạc rồi, không thể giao ra. Tục nguyện chưa xong, không thể về núi. Vô Tướng Đại Sư giọng kích động nói: nhị sư huynh, người muốn mang tiếng làm Thiếu Lâm Phản Đồ. Lòng này chỉ có Phật mới thấu hiểu thôi. Nhị sư huynh, vô tướng không thể về núi bằng tay không được. Người định trói ta vẫn về sao? Đây là nghiêm lệnh của phương trưởng, để không còn con đường nào khác. Giọng của Bất Di lão nhân lại trở nên thiết tha nói: tam sư đệ, bất kể là người có nghe hay không, ta nhắc lại một lần nữa, việc Tu Di Kinh đã bị mất cắp, ta xin chịu tội đã gìn giữ không được. Còn nói ta lấy cắp kinh đó là sự bất công. Ta vì muốn lấy lại kinh mới rời khỏi Thiếu Lâm, không phải có ý làm phản. Việc hoàn tục là để tiện truy dấu tình hung đồ, không phải là phạm giới. Bao năm nay ta tận tâm tận lực, đến giờ này vẫn chưa tìm ra manh mối. Ta đã khoát nguyện rằng không tìm được kinh thì không về núi. Nhị sư huynh, song mục của ngươi đã mù, đại nguyện làm sao có thể hoàn thành? Chỉ mong Phật không phụ lòng thành. Nhị sư huynh, vô tướng tin lời ngươi, nhưng pháp vụ khó cưỡng. Vậy ngươi động thủ đi, bằng vào gió công để chấp hành pháp vụ. Vô Tướng Đại Sư niệm một câu Phật hiệu, bước lên ba bước, đơn chưởng dựng trước ngực, sắc mặt vô cùng nghiêm trọng. Liễu Nhân, Liễu Thanh vội chia ra hai bên. Đây là ba kiếp của Phật môn, là bi kịch của Thiếu Lâm. Đồng môn sư huynh động võ với nhau chỉ vì một chuyện hiểu lầm. Đây có phải là sự hiểu lầm hay không? E rằng chỉ có một mình Vô Di lão nhân hiểu rõ mà thôi. Vô tướng thần công của người đã luyện được mấy thành rồi? Tám thành. Vậy ngươi không đem nổi ta về núi đâu, ta đã luyện được chín thành rồi. Vừa nói vừa đưa đơn chưởng về trước ngực. Vô tướng thất sắc nói: A-di-đà-phật, vô tướng vì quy giới của Thiếu Lâm, mọi hậu quả khác không cần biết đến. Chưởng của hai người dần dần chuyển sang màu bạch ngọc, nhưng chưởng của Bất Di lão nhân hình như sáng hơn. Ngay lúc đó một lão ni xuất hiện, xà trắng che mặt. Vô Tướng Đại Sư thất sắc quát hỏi: sư thái là ai? A-di-đà-phật, bần ni là Nhật Nguyệt. Nhật Nguyệt thần ni. Vừa nói vừa buông xuôi tay xuống. Bất Di lão nhân cũng chấn động buông tay xuống. Song một vô thần của lão hấp hái liên tục, bầu không khí như ngưng động lại. Còn có thêm hai người xuất hiện nữa, nhưng họ đang dừng chân ở ngoài cổng, chính là Trác Vĩnh Niên và Đông Phương Bạch. Đông Phương Bạch tỏ vẻ kinh ngạc, không hiểu tại sao sự xuất hiện của Nhật Nguyệt thần ni
lại khiến cả vô tướng và bất di lão nhân chấn động đến như vậy. Bỗng nghe Nhật Nguyệt thần ni buông một câu: đã 40 năm rồi. Bất di lão nhân cũng kêu lên: đã ta và ngươi đều đã thoát khỏi hồng trần, hà cớ gì mà còn tìm lại chứ? Nhật Nguyệt thần ni giọng bình thản: nhân chưa hết bất thành chánh quả. Bất di lão nhân giọng kích động: nhân gì? Cừu hận ân oán, người định báo phục, kết liễu nhân duyên. Vô tướng nhìn chằm chằm vào Nhật Nguyệt thần ni nói: mấy mươi năm tịnh tù không lẽ chưa quá trừ được tâm niệm thở đầu sanh hay sao? Nhật Nguyệt thần ni giọng như đọc kinh nói: ngươi sai rồi. Những ý nghĩ nông nổi ngày xưa đã chìm vào quá khứ. Ngã Phật từ bi cho nó ngày hôm nay để ta kết liễu tâm nguyện cuối cùng. Vừa nói vừa lấy ở trong tay áo ra một tập sách mỏng, song mục đã mờ đục của bất di lão nhân lại không ngừng chớp động. Vô tướng đại sư cũng ngưng một nhìn tập sách. Nhật Nguyệt thần ni từ tốn tiếp: ngày trước có người bằng vào thân thủ vô song đã đột nhập vào tàng kinh các của Thiếu Lâm lấy đi vật này, định dùng nó để lấy lòng bần ni. Bần ni giấu đi để báo thù. Mấy hôm gần đây nhờ cơ duyên nên ngộ ra, nếu để việc này vướng bận chắc chắn là khó thành chính quả. Nay vật hoàng cố chủ đại sư nhận cho. Vừa nói vừa bước đến đưa cho vô tướng đại sư. Vô tướng đại sư niệm một câu Phật hiệu, chắp tay cúi đầu một cái rồi mới đón lấy tập sách. Nhật Nguyệt thần ni cao giọng niệm Phật hiệu: A Di Đà Phật, chính nhân đã kết, bần ni cáo từ. Bóng xám mờ dần rồi khuất hẳn. Vô tướng đại sư cất tập sách vào ngực áo, bước lên mấy bước đối diện với bất di lão nhân nói: nhị sư huynh, đây là số kiếp cũng là khảo nghiệm. Nhị sư huynh mắc tiếng phản đồ oan uổng mấy chục năm trời. Bất di lão nhân đã trầm tĩnh trở lại: ta không hề oán trách ai cả. Vậy xin nhị sư huynh theo vô tướng về núi. Người về trước chuyển lời với phương trượng đại sư huynh, chờ khi trần nhân đã hết tha tự về núi tạ tội. Bên ngoài Trác Vĩnh Niên khẽ khích Đông Phương Bạch một cái rồi hai người lẳng lặng rút lui. Đã đúng một tháng ròng, Đông Phương Bạch chôn chân ở Từ Gia Lão Điếm. Lúc đầu những tưởng Hắc Biển Bước Mậu Thiên sẽ tự dấn thân tìm đến, nào ngờ hắn bạc tâm. Nếu quả hắn không màng đến tu di kinh mà bỏ đi xa thì tìm hắn chẳng khác nào mò kim đáy bể. Kể cả Trác Vĩnh Niên, suốt một tháng nay cũng giẫm nát Từ Gia Tập mà không thấy chút hơi hướng gì của đối phương. Trống vừa điểm canh ba, Đông Phương Bạch đang ngồi uống rượu giải khuây trong phòng, sẽ thấy Trác Vĩnh Niên đẩy cửa bước vào, nhìn đôi mắt hấp hái của lão. Chàng dám đánh cược 10 ăn 1 rằng đã có chuyện xảy ra. Đông Phương Bạch mừng rỡ kêu lên: lão ca, có tin tức gì của Mậu Thiên rồi hả? Không có. Tên tiểu tử này chắc chắn 100% là đã rời khỏi Từ Gia Tập rồi. Hắn mê nữ nhân như lần mê pháo vậy. Mà bao nhiêu ngày rồi có thấy hắn lo dạng đến Quế Hoa Hương đâu. Lão ca quên là hắn giỏi thuật dịch dung sao? Ta đã kiểm tra hết, không có thấy khách lạ nào. Đông Phương Bạch nín lặng. Nếu thật như vậy thì Bảo Y coi như vô vọng lấy lại. Mình đã mất của mà còn tạo cơ hội cho hổ thêm cánh. Rồi đây sẽ có biết bao nhiêu phong bão giang hồ. Trác Vĩnh Niên kéo tay của Đông Phương Bạch nói: có tin mới rồi nè. Đông Phương Bạch thờ ơ nói: tin gì vậy? Đinh phủ có người mới dọn về ở, nghe đâu là một phú hộ ở kinh đô, tái xuất dời 2 vạn lượng bạc trả cho bọn đệ tử của Thái Dương Di Tản. Ồ, việc này coi bộ hấp dẫn à. Từ Gia Tập này phong thủy tốt đến độ có người từ kinh đô đem đến dựng nghiệp. Vị phú ông đó lai lịch thế nào vậy? Họ Ngưu đồn rằng chuyên nghề bán gia thú mà phất. Nhưng đó là chuyện nhỏ. Có phải lão đệ đang nóng lòng muốn biết về sự mất tích của Đại Quá Môn không? Đông Phương Bạch tròn mắt nói: đúng vậy. Giờ thì ngươi đi gặp một người. Ai? Tới nơi đi rồi sẽ biết. Ta đi trước, ngươi đi theo sau, đề phòng người khác theo dõi. Hẹn gặp ở giường sau của Uông Lão Đầu. Trác Vĩnh Niên nghe nói có hai người đi trước,
Đông Phương Bạch kêu Tiểu Nhị dọn bàn xong tắt đèn lên giường ngủ. Nằm một lát, không còn nghe thấy động tĩnh gì nữa, mới thay đổi trang phục dạ hành, nhắm hướng giường sau của Uông lão đầu mà băng đi.